Hướng dẫn thiết lập các kịch bản thường dùng khi sử dụng app Viettel Home. 1. Thiết lập kịch bản về nhà. Khi về nhà, bạn mở cửa, các thiết bị đèn thông minh sẽ tự động bật, chào đón bạn trở về nhà. Các thiết bị sử dụng, bộ điều khiển thông minh Gateway, cảm biến cửa, đèn âm trần. Bước 1. Mở ứng dụng Viettel Home và đăng nhập tài khoản. Bước 2. Trước hết để xây dựng kịch bản về nhà, bạn cần thiết lập ngữ cảnh. Bật tất cả đèn phòng khách. Truy cập vào mục ngữ cảnh, chọn tab ngữ cảnh chạm để thực hiện, chọn thêm ngữ cảnh. Đặt tên ngữ cảnh bật tất cả đèn phòng khách. Chọn nếu, bấm vào icon cộng, chọn hành động đầu tiên, chạm để thực hiện. Chọn thì, bấm vào icon cộng, chọn hành động đầu tiên, vận hành thiết bị. Nhấn vào tab tất cả thiết bị, chọn phòng khách. Chọn thiết bị, tại tab điều khiển thiết bị, chọn bật thiết bị. Tại tab ánh sáng đèn, chọn màu đèn mới. Hãy điều chỉnh màu sắc và nhiệt độ bạn mong muốn. Chọn lưu, thực hiện tương tự với các đèn còn lại trong phòng khách. Tại phần thiết lập thời gian thực thi ngữ cảnh, bạn điều chỉnh thời gian bắt đầu và kết thúc mong muốn. Trong khoảng thời gian này, ngữ cảnh sẽ được bật. Chọn lưu, tạo ngữ cảnh thành công, hiện lên phần ngữ cảnh. Bước 3. Xây dựng kịch bản về nhà. Truy cập vào mục ngữ cảnh, chọn tab ngữ cảnh tự động, chọn thêm ngữ cảnh. Đặt tên ngữ cảnh về nhà. Bước 4. Phần nếu. Bấm vào icon cộng, chọn trạng thái thiết bị thay đổi. Di chuyển đến phòng khách. Chọn cảm biến cửa. Chọn mở. Chọn lưu. Bước 5. Phần thì. Bật tất cả đèn phòng khách. Bấm vào icon cộng, chọn hành động đầu tiên, ngữ cảnh. Chọn ngữ cảnh bật tất cả đèn. Chọn thực thi. Chọn lưu. Bước 6. Thiết lập thời gian thực thi ngữ cảnh. Lúc tan làm ví dụ, 5 giờ đến 7 giờ tối. Chọn các ngày trong tuần. Chọn lưu. Bước 7. Chọn lưu. Tạo ngữ cảnh thành công, hiện lên phần ngữ cảnh. 2. Thiết lập kịch bản giấc ngủ. Khi đồng hồ chỉ 10 giờ tối, đến thời gian đi ngủ của gia đình, đèn ngủ sẽ tự động bật, đèn trần sẽ tự động tắt và rèm đóng tự động. Các thiết bị được sử dụng, đèn âm trần, đèn LED bulb, động cơ rèm thông minh. Bước 1. Truy cập vào mục ngữ cảnh, chọn tab ngữ cảnh tự động, chọn thêm ngữ cảnh. Bước 2. Đặt tên ngữ cảnh giấc ngủ. Bước 3. Phần nếu. Bấm vào icon cộng, chọn cài đặt lịch trình thời gian, chọn 22 giờ. Chọn các ngày trong tuần để thực thi kịch bản, chọn lưu. Bước 4. Phần thì, bật đèn ngủ. Bấm vào icon cộng, chọn hành động đầu tiên, vận hành thiết bị. Di chuyển đến phòng ngủ. Chọn đèn ngủ, chọn bật tại điều khiển thiết bị. Thay đổi phần ánh sáng đèn thành bật màu đèn mới. Điều chỉnh màu và nhiệt độ đèn phù hợp. Chọn tiếp. Bước 5. Phần thì, tắt đèn trần. Tiếp tục bấm vào icon cộng. Chọn hành động tiếp theo. Vận hành thiết bị. Di chuyển đến phòng ngủ. Chọn đèn downlight phòng ngủ. Chọn tắt trong phần điều khiển thiết bị. Chọn tiếp. Bước 6. Phần thì, đóng rèm. Tiếp tục bấm vào icon cộng. Chọn hành động tiếp theo. Vận hành thiết bị. Di chuyển đến phòng ngủ. Chọn rèm thông minh. Chọn trạng thái đóng. Chọn lưu. Bước 7. Chọn thiết lập thời gian của kịch bản. Chọn lưu. 3. Thiết lập kịch bản kiểm tra hành lang. Tình huống. Vào buổi đêm, cảm biến chuyển động hành lang phát hiện chuyển động bất thường cần phải cảnh giác. Việc xây dựng ngữ cảnh tự động sẽ giúp bạn nhận được thông báo ngay cả khi điện thoại để chế độ im lặng và xem camera ở hành lang xem có vấn đề gì không. Các thiết bị được sử dụng. Cảm biến chuyển động. Camera. Bước 1. Vào tab ngữ cảnh. Chọn tab ngữ cảnh tự động. Thêm ngữ cảnh. Bước 2. Tiến hành thêm ngữ cảnh. Đặt tên cho ngữ cảnh. Tại phần nếu. Bấm vào icon cộng. Chọn trạng thái thiết bị thay đổi. Chọn cảm biến chuyển động BLE. Chọn có chuyển động. Chọn lưu. Tại phần thì. Chọn gửi thông báo đẩy. Nhập thông tin tiêu đề và nội dung thông báo. Ví dụ, kiểm tra hành lang. Chọn tiếp. Chọn icon cộng ở phần thì. Chọn xem camera. Chọn camera tương ứng. Chọn lưu. Bước 3. Chọn thời gian thực hiện ngữ cảnh. Chọn thời gian bắt đầu từ 0 giờ đêm, thời gian kết thúc 4 giờ sáng. Chọn lưu. Bước 4. Lưu ngữ cảnh. Ngữ cảnh hiện trong tab ngữ cảnh tự động.